Hello anh chị em, đợt vừa rồi nghỉ lễ chắc ai cũng xem C1 cả. Và chắc là ai cũng có cùng một cảm giác với mình như ở tiêu đề video đúng không? Toni Kroos nói riêng và Real Madrid nói chung vẫn cứ luôn là những người có khả năng gọi là đá bóng một cách rất ma thuật, biết cách khiến chúng ta phải há hốc mồm. Riêng trận đấu với Bayern Munich thôi đã khiến mình có một cảm giác gì đó rằng nếu như Real tiếp tục ăn nốt kèo lượt về thì khả năng cao là họ lại ăn luôn cái C1 đấy. Được rồi, giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem Toni Kroos flex trình độ của mình trong trận đấu vừa rồi như thế nào nhé. Like, subscribe và nếu rảnh thì ghé qua fanpage của bọn mình, nhắn tin về cú pháp DM Hào để tham khảo chương trình membership và Discord kín của bọn mình nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng trận đấu ngày hôm kia hay, nhưng là hay về mặt giải trí, chứ chuyên môn chiến thuật các thứ thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà như thế chính ra lại là cái hay nhé, bởi vì chúng ta thừa hiểu rằng xem Real Madrid có phải là để xem chiến thuật đâu. Chúng ta phải xem kiểu khác đi, cảm nhận một tí đúng không? Nhìn vào bản đồ XG chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Bayern là đội chơi tấn công. Họ sút nhiều hơn, tạo ra nhiều XG hơn với 1,9 so với 1,6 của Real theo thống kê của Opta. Thế nhưng đối với mình thì Real là đội có đầu ra tốt hơn với số lượng cơ hội rõ rệt có XG cao lên tới 3 phát tính cả phát penalty. Trong khi đó Bayern sút khá là nhiều nhưng mà đặc biệt là ở hiệp 1 thì họ sút khá là thiếu chính xác và độ nguy hiểm của những tình huống ấy mình đánh giá không quá cao. Và tất nhiên ở trên bản đồ XG này chúng ta cũng đã thừa biết là có một bàn có dấu chân của Kroos. Chúng ta hãy nói đến chuyện đó sau nhé. Trận này thì nhân vật chính của chúng ta có thể coi là một hình mẫu hoàn hảo của một tiền vệ kiên thiết lùi sâu. Anh là người đá ở vị trí tiền vệ, vừa cầm nhịp, vừa sáng tạo khi cần, là trung tâm của các đợt lên bóng hoặc phản công nhanh, có thể coi là một nhạc trưởng theo cái cách mà giới truyền thông hay gọi. Anh chạm bóng tới 98 lần, nhiều nhất trận, hoàn thành 79 trên tổng số 82 đường chuyền cũng nhiều nhất trận và tạo ra 3 cơ hội, trong đó có một pha kiến tạo vẫn nhiều nhất trận luôn, chuyền quá ghê luôn các bạn. Để mình lấy luôn ví dụ ở khâu thoát pressing cho các bạn thấy, sau pha bóng dứt điểm rất nguy hiểm của Sané, Real ở thế vừa thoát chết xong và đang bị Bayern gegenpress rất là mạnh. Ngay khi đội của mình thoát chết thì Kroos liên tục quay mặt ra sau lưng để kiểm tra tình hình phía trên xem là có ai áp sát mình hay không. Ít nhất là anh phải quay đầu tới 3 lần liên tục để đảm bảo rằng mình không nhìn sai cái gì hết. Sau đó thì anh mới bình tĩnh nhận bóng bằng một pha half turn, tức là nhận bóng mở nửa thân người, rất là cơ bản nhưng cực kỳ khó thành thục. Với tư thế nhận bóng này, Kroos ngay lập tức đẩy được trái bóng theo hướng thuận lợi để có thể truyền lên phía trên. Mình nói thật chứ nhìn dễ thế thôi nhá, chứ nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu không làm được đâu. Và kể cả có làm được thì cũng khó mà có thể an toàn và ổn định nhiều lần liên tục như là Kroos hoặc là một số tiền vệ hàng khủng khác. Và cuối cùng, sau đó là một đường truyền sệt rất chuẩn qua hai cầu thủ của Bayern. Mình đã từng nói nhiều về việc truyền sệt ở tầm trung và xa nó khó đến thế nào. Đường bóng phải rất là chính xác, lực không được thừa, không được thiếu và ước lượng về tốc độ cắt bóng của đối thủ thông qua khoảng cách và tư thế của họ cũng phải chuẩn. Chỉ một trong ba điều này mà không chuẩn phát là mất bóng ngay. Thế nhưng Kroos làm trò này thì cả sự nghiệp rồi, chứ không phải là mới. Đó, pha đó thì hay rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với pha kiến tạo. Hãy nhìn góc toàn cảnh để cùng nhau nhìn pha bóng trước nhé. Đây là một tình huống mà người ta vẫn đang cãi nhau xem là lỗi của Kim Min-jae hay là lỗi của Dier. Với mình thì là lỗi của việc thư ký Kim hơi quyết liệt quá mức, cộng với sự thiếu ăn ý và thiếu giao tiếp với Dier. Bởi cũng như Tuchel đã nói thì đó là một pha bóng mà họ chẳng có gì phải vội vàng lao lên cả, khi mà Real vẫn còn chưa hề tấn công. Thế nhưng bỏ qua chuyện ở Magai Hàn Quốc đi, chúng ta hãy nói về Kroos thôi. Bản thân Kroos nói về pha này là: "Tôi thấy thằng trung vệ chạy theo Vini nên tôi chuyền thôi. Vini lúc nào nó cũng chạy như thế mà." Đấy, một câu nói nghe rất là thường ngày, rất là dễ dàng, nhưng mà nó thể hiện anh ta hiểu đồng đội và quen thuộc với những cái đường chuyền kiểu như thế này đến như thế nào. Với cái nhãn quan đỉnh cao của mình thì có lẽ anh ta phải làm những pha như thế này hàng trăm lần rồi đúng không? Về mặt kỹ thuật thì pha này không phải là một tình huống quá hoa mỹ, nhưng cũng là một pha rất khó. Thứ nhất thì đó lại là một pha chuyền sệt tầm trung, lần này lại còn là ra trước mặt thủ môn, rất là khó. Chỉ cần mạnh hơn một chút xíu thôi là thủ môn có thể lao lên quét, còn nhẹ hơn một chút xíu thì lại khiến đồng đội gặp bất lợi khi solo tăng tốc với trung vệ đối phương. Thế nhưng Kroos và những chân truyền đẳng cấp cao khác có lẽ là sẽ không gặp mấy khó khăn về khoảng ra chân và kiểm soát lực. Còn thứ hai, trong pha bóng này thì vốn dĩ Kroos đang dê bằng chân trái, tức là chân không thuận. Hay nói cách khác thì pha này nếu muốn Kroos sẽ chi vê la là tiện nhất, vừa đẹp vừa đỡ phải vặn người lại, mà với cái trình của anh ta thì vẩy má ngoài không phải là một điều gì khó cả. Thế nhưng bóng bổng và xoáy thì tất nhiên là không thuận lợi để khống chế, và thế là bóng sệt đã được lựa chọn, mặc dù vặn người lại thì cũng hơi vướng víu một tí. Hiệu quả hơn thì mình làm thôi đúng không? Không cần màu mè. Rõ ràng chỉ với hai ví dụ trên
thì chúng ta đã phải công nhận rằng Toni Kroos thực sự là một con quái vật về chuyền bóng. Và với kỹ năng ấy, anh ta đóng góp vào tất cả các công đoạn của Real. Trên bản đồ chuyền bóng này thì chúng ta có thể thấy rõ rất nhiều đường chuyền mang đủ các đặc trưng khác nhau của Kroos. Nhóm màu đỏ ở gần vòng cấm là những pha chuyền mang tính thoát hiểm. Nhóm màu tím ở giữa sân là những đường chuyền ngắn, thiên về cầm nhịp. Còn những pha bóng mà mình khoanh màu xanh ở đây thì là những pha chuyền dài, đảo cánh, chủ yếu là hướng ra cánh phải, mở ra các cơ hội tấn công. Và có một số ít các đường chuyền nhỏ lẻ khác mình không khoanh được, đó là những pha chuyền kết liễu. Đấy, nhìn vào cái bản đồ chúng ta thấy rõ ràng cái sự đa dạng trong khả năng chuyền bóng của anh ta. Và khác với truyền thống của kênh đó là dùng nhiều thông số, thì ở video này chả có thông số gì hết. Bởi vì không cần check thì mình cũng biết thừa là đúng thông số của anh ta sẽ toàn ở những cái hạng phân vị 98, 99 tùm lum. Nói tóm lại thì Toni Kroos truyền nhiều, truyền chuẩn, truyền đa dạng và truyền hiệu quả. Nói chung là chùm truyền. Về mặt phòng ngự thì anh cũng cực kỳ hăng hái và hiệu quả. Dù nhìn rất là đẹp trai, rất là thư sinh đúng không? Bản đồ các hành động phòng ngự của Kroos là tương đối dày, với tổng cộng là 12 lần, bao gồm tất cả các loại như là tắc bóng, cắt đường truyền, chặn đường truyền, thu hồi bóng này. Hãy cùng mình so sánh bản đồ phòng ngự của anh với một cái bản đồ khác nữa. Khá tương đồng nhau về mặt số lượng rồi đây đúng không? Và để có được cái bản đồ thứ hai kia để mà so sánh thì mình đã phải cộng tất cả hành động phòng ngự của cả Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Valverde và Tchouaméni cộng lại luôn. Nói vậy không phải là để chê những người kia không biết phòng ngự, bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng số lượng nó cũng chỉ là số lượng thôi. Cái bản đồ này nó chưa nói lên được chất lượng của những hành động phòng ngự ấy. Thế nhưng với một anh chàng đẹp mã và chưa bao giờ là dân đánh đấm như Kroos, để đạt được số lượng như thế chứng tỏ phải rất là xông xáo và biết cách phòng ngự bằng tư duy. Thực tế quan sát đã cho thấy những pha phòng ngự của anh cũng chủ yếu là đọc trận đấu, di chuyển theo để can thiệp, chứ không mấy khi là chủ động lao vào tắc bóng như những tiền vệ cơ bắp khác. Điển hình như ở pha này, khi mà anh chủ yếu đứng ngoài theo dõi và phản ứng trước để có thể thu hồi bóng sau pha bóng lập bập. Không những thế, khả năng đóng góp vào phòng ngự của Kroos còn đến từ chính khả năng giữ bóng và truyền bóng chính xác cũng như rất an toàn của mình, hạn chế đi rất nhiều những tình huống hỏng ăn và bị phản công. Tỷ lệ truyền bóng thành công của anh trong 365 ngày gần nhất là 91,3%. Trong đó, những pha truyền ngắn dưới 13m, anh thành công tới 97%, tức là gần như chả bao giờ hỏng. Còn truyền dài vốn dĩ là cái dễ hỏng nhất thì anh vẫn đạt tới 76,1% chính xác. Quá ghê luôn. Trong trận lượt đi thì anh ta cũng hỏng có 3 quả thôi. Một quả là truyền dài, thôi không soi mói nhá. Còn lại 2 quả vào các phút thứ 34 và 46. Chúng ta hãy ngó qua một chút. Pha ở phút thứ 34 có lẽ là tình huống lỗi thực sự duy nhất, khi mà Kroos xử lý hơi chậm so với tốc độ băng vào của đối phương, dẫn tới truyền bóng hỏng. Còn pha phút thứ 46 thì là được truyền từ một pha ném biên, đường truyền non và hơi lập bập nên đối phương lao vào vốn dĩ đã có lợi hơn rồi. Không biết mọi người nghĩ sao chứ với mình thì pha này mình vẫn không soi. Thế nhưng mà nhìn chung thì Kroos truyền rất là hay, kỹ thuật rất đỉnh, nhưng mà anh lại không phải thuộc diện là quẩy skill qua người thường xuyên đâu. Cho nên mấy pha như này nếu mà chủ quan là vẫn chết nhé. Sự an toàn của Kroos còn được thể hiện qua cái việc anh ta lão làng và kinh nghiệm đến mức mà anh gần như luôn luôn điềm tĩnh và ít xảy ra những cái lỗi vớ vẩn. Số lần khống chế bóng hỏng của anh là 0,39 lần mỗi 90 phút, tức là hạng phân vị thứ 99 tuyệt đối, ít tới mức đáng kinh ngạc luôn. Qua quá trình làm video của mình làm rất nhiều cầu thủ rồi, thì có rất nhiều người khác cũng nổi tiếng, cũng trình độ cao, có những cái con số này vào khoảng trên 1 mỗi 90 phút. Còn con số thấp đến mức 0,39 lần như thế này thì chỉ có Kroos và một vài cái tên thật sự đẳng cấp thôi. Sau trận này thì mình cũng không theo dõi tin tức mấy, nên mình cũng không biết ai là người được trao giải xuất sắc nhất trận. Nhưng mà thế này thì có lẽ là khó có thể là ai khác được lắm. Mình nói thật, anh em nghĩ sao? Liệu trận lượt về Kroos có thể gánh tiếp không? Bởi vì gánh tiếp là mình nghi vô địch ấy. Để lại comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Huấn Luyện Viên Online.